Xin chào các bạn, hôm nay Rèm Cửa Đẹp Thiều Hường sẽ đưa các bạn đi tham quan một căn biệt thự rất đẹp, hiện đại và giống như một căn nhà đáng mơ ước. Căn biệt thự nằm ở ngoại ô của thành phố Hà Nội với diện tích khoảng 200m2, diện tích sử dụng cho căn nhà khoảng 80m2, còn lại là sân vườn, gara ô tô và khu vực trồng cây cối. Tông màu chủ đạo đó là màu trắng và màu ghi rất là khỏe mạnh và sang trọng. Mình cũng đặc biệt ấn tượng với lại hệ thống cửa chính của căn biệt thự. Hệ thống cửa cổng thì làm hoàn toàn từ inox, nhìn rất là chắc chắn và uy nghiêm. Căn nhà thì vừa mới hoàn thiện xong nên là cây cối thì vẫn còn chưa được xanh tươi lắm. Tuy nhiên thì chủ nhà cũng rất là đã chú trọng đến việc trồng cây cũng như là chăm chút cho hình ảnh bên ngoài của ngôi nhà. Cửa chính vào tầng 1 luôn thì đó là phòng khách thông với phòng thờ. Chủ đạo là thiết kế bằng gỗ cổ điển và toàn bộ rèm cửa cho hai phòng này mình cũng thiết kế là rèm gỗ. Kế bên là một phòng bếp rất rộng lớn, đầy đủ tiện nghi và cũng phong cách hiện đại. Kế liền bên với lại phòng bếp ở phía cầu thang chúng ta sẽ nhìn thấy một cửa nách như này. Đây là phòng ngủ chính của bà. Bà thì lại rất là yêu màu hồng, chính vì thế chiếc màn này cũng là do Rèm Cửa Thiều Hường may dành tặng riêng cho bà. Bà bảo là nó may đẹp lắm mà ta toàn kéo ra để ngắm thôi. Gọn cầu thang thì cũng được tận dụng để làm tủ để đồ. Lướt qua một vòng tầng 1 thì hoàn toàn là thiết kế hợp lý, sang trọng và rất hiện đại. Rồi mình cùng lên tầng 2 xem có gì nhé. Tầng 2 thì gồm 3 phòng ngủ chính rất là đẹp: phòng ngủ của con gái, phòng ngủ chính của gia chủ và phòng ngủ của con trai. Phòng ngủ chính của gia chủ thì được thiết kế rất là đẹp và đặc biệt. Diện tích khoảng 20m2 và chia làm hai bên, một bên là đặt giường ngủ, còn một bên là đặt tủ để thay quần áo. Với hai cửa ra ban công rất là lãng mạn và nhìn với toàn bộ trời trong xanh. Và Rèm Cửa Đẹp Thiều Hường cũng đã thiết kế hai hệ thống rèm nhìn rất là nhẹ nhàng lãng mạn, hoàn toàn phù hợp với không gian mở và hiện đại ở đây. Đúng là một căn phòng ngủ mà bất kể ai cũng ước được thức dậy mỗi ngày. Phần ban công thì rất là rộng và được vẽ trang trí giống như bầu trời trong xanh. Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận điều đó đối với cả những ngày u ám luôn. Vì là biệt thự sân vườn cho nên là khi mà bạn ra ngoài ban công, bạn có thể nhìn thấy cả một view rộng lớn bao la bát ngát. Không khí trong lành và mát mẻ như này thì chắc chắn là các bạn sẽ sống rất là lâu đấy. Toàn bộ phòng ngủ của con trai và con gái thì mình đều sử dụng rèm cầu vồng loại cảm nắng tuyệt đối. Màu ghi sáng cho cô gái sang chảnh kiêu kỳ và màu ghi đậm cho chàng trai phong độ. Tất nhiên là nhà đẹp thì rèm cũng phải tương xứng rồi. Vì vậy các bạn muốn có một bộ rèm đẹp cho căn nhà của mình thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với Rèm Cửa Đẹp Thiều Hường nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.